Xin mến chào quý vị và các bạn, cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Hôm nay giới thiệu trên kênh chỗ giao lưu phô mai là ở phường Trường Lạc, cụ thể là ở chợ Ba Xe đó các bạn, ở trên khu vực của Ông Môn. Để ghi hình giới thiệu phô mai cho các bạn và anh chị. Thì đây là nhà của bạn Nghĩa đó, thì chúng ta vào bên trong nha các bạn, xin mời. Rồi chúng ta vào bên trong gặp Nghĩa để giao lưu nha các bạn anh chị. Rất mong anh em ủng hộ. Chúc sức khỏe anh em. Đây là nhà của bạn Nghĩa. Địa điểm cụ thể là chợ Ông Môn, chợ Ba Xe, xin nhắc lại. Rồi, chào Nghĩa ơi. Rồi, lần đầu tiên trên kênh thì cho anh xin cái tên của em. Dạ, Tên em gì? tên Nghĩa ở chợ Ba Xe, địa chỉ là ở chợ Ba Xe, rồi khu Trường Lạc. Trường Lạc, rồi cái số điện thoại á. Dạ, số điện thoại của em là 079 rồi 59 8147. Lần nữa đi ạ. À. Dạ, số điện thoại của em là 079 rồi 59 8147. Của em có Zalo luôn phải không? Dạ. Zalo luôn. Rồi ví dụ như hôm nay là lên phôi mai đó, mới đó là em lên nhiêu phôi mai? Dạ, hôm nay em lên là 8 phôi mai hay phong trang. 8 phôi mai hai bông trang. Dạ. Giá là mềm cho bà con mình Zalo phải không? Dạ. Rồi ok, như là cụ thể xin mời em. Mã số 1 nha anh em. Cây này là có mã số 1. Dạ, cây này là có mã. Bữa nay mấy? Bữa nay là 31 tháng 10. Dạ. Em xin giới thiệu với anh em trên kênh đó, đây là cây phô mai vàng. Phô mai vàng. Mã số 1. Mã số 1. Dạ. Mã số 1 nha mấy anh. Dạ. Rồi cho tròn vòng 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 trước nghĩa, tròn vòng trước đi. Xoay đi. Rồi nghĩa chịu khó ngồi nắng tí xíu nha. Dạ, dạ. Cho hình ảnh đẹp. Rồi như vậy là mình đo thông số đi em ơi. Mã số 1 mấy anh ơi. Có dáng có hay là cái gì có lạ lạ thì cứ giới thiệu nha. Mã số 1 là có ngày ngày có nó là 22. Rồi 22, rồi ok. Chiều cao. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 39. Rồi 39 luôn mấy anh ơi. Rồi tròn tròn vòng luôn đi Nghĩa ơi, xin tròn vòng đi. Rồi số 1 mình báo giá như em ơi. Số 1 này em xin giao lưu là 3 triệu rưỡi. Ố 1 triệu rưỡi em bao phí ship. Rồi, như vậy là mã số 1 là có giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi bao phí ship. Dạ. Rồi cho tròn vòng đi. Rồi em có quánh số thứ tự gì không nghe, để không có lộn nha. Để không có lộn. Dạ. Số 1. Mã số 1. Dạ, 30. 31 ha. Rồi 31. Rồi ok, 31 có giá là 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc luôn phải không? Dạ, dạ. Rồi đổi em ơi, đổi luôn. Rồi tới mã số 2. Tiếp tiếp tay mấy anh ơi, phụ ảnh mấy anh ơi. Rồi cho tròn vòng trước cái nha. Tròn vòng đi rồi giới thiệu cây sau. Tròn vòng đi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Xin nhắc lại với các anh, đây là mã số 2 nha mấy anh, của anh Nghĩa trên chợ Ba Xe. Rồi Nghĩa vừa xây vừa đọc lại cái số điện thoại giùm cái à. Dạ, số điện thoại của em là 079 rồi 959 8147 8147. Zalo luôn ha. Cũng vẫn là số đó luôn. Zalo luôn. Rồi cứ xoay đi, xoay tròn vòng đi. Rồi tiền phí ship là mình miễn phí cho khách toàn quốc luôn. Dạ. Bao phí ship luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn nha mấy anh. Cây này mã số 2 cũng khá là lực đây. Tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn, xoay xoay xoay. Rồi mình đo thông số luôn à, đo thông số luôn. Thông số đây. Đúng rồi, đưa vị trí này đúng, quá đúng. Dạ. Thông số của em nói là 39. Rồi 39 nha mấy anh. Rồi ok. Rồi chiều cao. Tổng chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 106. Rồi 106 luôn mấy anh ơi. Giá của cây mã số 2 này là có giá 4 triệu em bao phí ship. Như vậy là cây này có mã số 2 này là giá là 4 triệu ba phí ship. Rồi cái vụ này dạ, sao đây? Dạ, dạ. Đây là cái thẹo cây mà nó lành liền. Nó qua đá rồi không sao nghe. Qua đá rồi không sao. Dạ. Nói chung là không sao phải không? Dạ, dạ. Rồi có dáng có gì hay hay nó cứ giới thiệu nha. Xoay đi, xoay đi. Dáng là dáng trực lắc. Sáng trực lắc. Tròn vòng luôn đi, cứ xoay đi, xoay đi.
Rồi Nghĩa ơi, mình đọc lại rồi mình đổi luôn ha. Mã số 2 là giá nhiêu? Cái này mã số 2 là có giá là 4 triệu em bao phí ship. Bao phí ship luôn. Dạ. Rồi ok. Rồi ngồi ngồi bên đây cho đỡ nắng, em ơi bên kia nắng quá. Tháng 10. Có giá 4 triệu. 4 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, rồi hỗ trợ đổi giùm cái anh ơi. Rồi ok, số 3 lên ạ. Mã số 3. Mã số 3 nha mấy anh. Rồi cũng tròn vòng giùm luôn, tròn vòng luôn. Cứ xe tròn vòng đi. À, chậm chậm nhẹ nhẹ vậy ha. Rồi cây này lực phải không? Dạ, cây này lùng lực. Lùng lực. Xin nhắc lại với các anh là mã số 3 nha mấy anh. Vừa xe vừa cho cái địa chỉ với cái số điện thoại là cái bạn nghĩa này. Địa chỉ của em là ở vườn Trường La. Rồi. Ba xe. Ba xe. Dạ. Điện thoại của em là 079 959 8147. Nếu mà chợ Ba Xe này mình có gọi là được là khu vực ở chợ Ông Môn chưa hay ta? Khu vực Ông Môn dạ, chưa? Khu vực Ông Môn anh. Khu vực Ông Môn ha. Dạ. Của thuộc quận Ông Môn. Dạ. Phường Trường Lạc. Rồi ok. Rồi đo thông số số 3 luôn em ơi. Bệnh của nó là 51. Rồi 51 luôn. Rồi chiều cao. Chiều cao. Chiều cao từ mặt bầu lên tới vị trí này là 43. Rồi 43 mấy anh ơi. Rồi 43. Rồi xây luôn, xây tròn vòng luôn, xây luôn. Bộ đế là sao? Có bộ gì đặc biệt không? Điều 24 giờ. Điều 24 giờ. Dạ. Đế lực. Đế lực luôn nha mấy anh. Dạ. Rồi mình cho báo giá số 3 luôn em Nghĩa ơi. Cái này mã số 3 này là có giá 5 triệu em bao phí ship. Bao phí ship toàn quốc luôn. À, nhắc lại. Bao phí ship toàn quốc luôn. 31 tháng 10. Đây là 5 triệu. 5 triệu bao phí ship nha mấy anh. Rồi ok, đổi rồi, phụ đổi cái mấy anh ơi. Rồi, số 3, số 4 lên ạ. À. Mã số 4 lên. Rồi. Rồi, phong cũng cao đây. Rồi phong cao mấy anh ơi, có nếu mà đụng thì sửa sao đây. Rồi, mấy anh thông cảm nha, tại nó đụng với mít ton, cái bàn xoay nó còn hơi ấy quá, cây nhỏ được, cây lớn thì nó hơi bất tiện. Thôi chịu khó lần này đi, lần sau thì sắm cái bàn xoay khác, rất là cố gắng đi, không sao đâu. Được không, lắc nhẹ thôi Nghĩa. Được không? Kéo càng trước một tí. Ừ. Rồi khó quá, cho qua. Rồi nhẹ nhẹ đi, không sao đâu. Rồi xoay tròn vòng đi, cho anh vòng tròn vòng trước đi. Xoay luôn, xoay luôn. Xoay 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 xoay. Chi cành đầy đủ ha. Rồi thân sao? Dạ thân nó là dán trực anh ơi. Dán trực ha. Rồi cứ giới thiệu cây đi. Rồi ok. Đế đây. Rồi cho vòng nữa đi hả đó. Vòng nữa, vòng nữa. Rồi xin nhắc lại với các anh là cây này có mã số 4 nha mấy anh. Mã số 4. Rồi đo luôn, đo luôn. Rồi nhiêu đây? 31. Rồi 31 mấy anh ơi. Rồi 31. Rồi chiều cao tổng thể 1,5 m em này. Rồi 1,5 m luôn. Rồi ok. Rồi cho tròn vòng đi. Tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn. Rồi mình báo giá của số 4 đi Nghĩa ơi. Số 4 này là có giá là 3 triệu em bao phí ship. 3 triệu bao phí ship. Mã số 4. Là 3 triệu. 3 triệu. Ba phí ship toàn quốc nha mấy anh. Rồi đọc lại số điện thoại rồi hả cây. Dạ, rồi xoay đi. Vừa xoay. 0799 8147. Rồi. Tên Nghĩa. Tên Nghĩa. Rồi ok, rồi đổi phụ cái mấy anh ơi. Rồi Nghĩa. Chợ Ba Xe.
phô mai và bông trang. Rồi lên luôn phụ giùm mấy anh ơi. Rồi xoay tròn vòng luôn Nghĩa ơi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Mấy giờ em chưa vệ sinh cây gì hết. Có sao để vậy phải không? Dạ. Có sao để vậy. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi ok, cây này có dáng hay là có gì hay hay cứ giới thiệu nha. Dạ. Cây này cũng là cây trực lắc có chuyện chuyên canh ha này. Đúng rồi, trực lắc để nơm. Thì mình cứ giới thiệu có gì hay hay giới thiệu quảng cáo luôn chứ. Đúng thực tế thôi chứ không có nổ gì hơn. Có sao nói vậy. Rồi đúng rồi, chậm chậm vậy đi, chậm chậm vậy đi. Rồi ok rồi. Rồi, cho thông số luôn. Dạ là Quỳnh Thanh 37 phải không? 36. 36 đi. Dạ. Rút lại đi đừng có dạ, dạ. Đừng có đẩy. Rồi ok, rồi chiều cao. Chiều cao từ mặt bầu lên tới là 120. 120 nha mấy anh. 120 thấy có lá là mới phải không ạ? Dạ. Mới về. Rồi, xoay luôn, xoay luôn, xoay luôn. Xoay xoay xoay. Xoay tròn vòng luôn. Rồi, mã số 4 này Nghĩa báo giá cho anh em giao lưu là nhiêu đây? Dạ, cái này có mã số 5, có giá nó là 4 triệu. Số 4. Số 5 anh. Ồ số 5 hả? Rồi xin lỗi mấy anh, số 5. Số 5. Đọc nhầm. Ngày 31 tháng 10. Số 5. Có giá là 4 triệu em bao phí ship. 4 triệu bao phí ship. Rồi đọc lại cái số điện thoại giùm. Dạ số điện thoại của em là 079. Rồi. 959. Rồi. 8147. Rồi. Nghĩa luôn ha. Số của em cũng là số đó luôn ạ. À. Zalo số đó luôn. Rồi ok, đổi phụ đổi giùm mấy anh ơi. Phụ đổi giùm đi. Dạ cảm ơn. Rồi, mã số 5. Rồi, số 6 lên. Số 6 nha mấy anh. Rồi anh cứ vịn nghe để không nó ngã. Tạm thời vậy đi mấy anh ơi. Video đầu tiên thì cái này cái bàn xây nó còn ấy. Oh, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Lần sau sẽ sắm bàn quay khác nha mấy anh. Nhờ mấy anh ủng hộ để Nghĩa mua bàn xây khác. Rồi, cành lá xanh tươi đây. Rồi, tròn vòng luôn, cứ xe tròn vòng đi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Xoay luôn, xoay luôn. Rồi, ok, xin nhắc lại với các anh đây là mã số 6 nha mấy anh. Mã số 6. Rồi cho thông số luôn ạ. À. 31 đi. Dạ. 31 đi. Rồi 31 nha mấy anh. Rồi ok. Rồi chiều cao là 129. Rồi 129 mấy anh ơi. Tròn vòng luôn Nghĩa ơi. Cho xin tròn vòng luôn. Rồi, báo giá luôn, số 6. Cái mã số 6 này có giá là 2 triệu rưỡi, bao phí ship. 2 triệu rưỡi nha mấy anh, mã số 6, 2 triệu rưỡi, tròn vòng luôn. Rồi, rồi mã số luôn đi, mã số đi. Cái này mã số 6. Mã số 6. 31 tháng 10. 31 tháng 10, 2 triệu rưỡi, bao phí ship. Bao phí ship luôn, rồi tròn vòng đi thay đổi nha. Rồi, phụ cái mấy anh ơi, phụ luôn. Rồi, phụ giùm ảnh cái đi. Rồi số 7 lên. Số 7. Mã số 7. Đây mã số 7 nha mấy anh.
cho tròn vòng luôn Nghĩa ơi. Tròn vòng luôn, xe tròn vòng luôn. Rồi, mình nhận thấy trên đầu này có cái lát cắt gì đây, giải thích giùm cho khách đây. Dạ, cái này là hồi xưa lúc dừng, em dừng chủ nhà cắt cái vết cắt hồi nhỏ. À. Bây giờ nó đã lành quá đá rồi. Quá đá rồi. Dạ. Không sao phải không? Sao, anh. Không có vấn đề gì. Dạ, em đục tới phát tới mặt sống hết rồi nè. Rồi, không có gì nha mấy anh. Ok, thì có cái gì đó bất thường thì mình hỏi chủ cây để chủ cây giải thích cho rõ. Rồi, bộ đế khá ha. Dạ. Bộ đế khá. Đế nơm. Đế nơm luôn. Rồi, xe tròn vòng luôn, xe luôn. Cái này là mã số 8 chưa? Dạ, cái này cái mã số 7. Số 7 hả? Rồi. Rồi, ok, như vậy là cho thông số luôn ạ. Là 26 đến 25. 25. 25 ha. Dạ. Rồi, chiều cao. Cao. Chiều cao từ cổ gãy lên tới đỉnh là 50. Ờ, lên đây là 50. Rồi, ok. Rồi, tròn vòng luôn. Tròn vòng đi. Rồi, mình báo giá em này nhiêu đây? Dạ, cái này có giá là 2 triệu 7 em bao phí ship. 2 triệu 7 bao phí ship nha mấy anh. Rồi, vừa ghi vừa đọc số điện thoại luôn ạ. Dạ, cái số điện thoại của em là 079 rồi. 959 8147 8147 Nghĩa. Nghĩa, chờ ba xe. Quận Ngô Môn nha mấy anh. Rồi, ok, cảm ơn. 2,5 triệu. Rồi, đổi luôn đi. 2 triệu nhiêu? 2,7 triệu. 2,7 triệu nha. Nhắc lại mã số mấy? Dạ, cái mã số 7 có giá 2,7 triệu. 2,7 triệu. Mình đọc lộn nhầm nha mấy anh, thông cảm giùm. Rồi, số 8 lên. Lời nói của chủ cây là lời nói cuối cùng nha mấy anh. Mình là quay nhiều khi nắng nôi quá, ngồi đọc nhầm nha mấy anh, thông cảm giùm nha. Chủ cây là nói chính xác nhất. Ờ, gắn cân chỉnh lại cho kỹ mấy anh ơi. Thôi lần sau đi, hẹn lần sau đi. Sẽ có một mạnh thường quân hỗ trợ cho anh cái bàn xoay xịn. Rồi, tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn anh Nghĩa ơi. Khoan khoan anh, để cho tròn vòng đi hả, giới thiệu cây. Tròn vòng trước đi, tròn vòng đi, xây tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi, anh Nghĩa cứ giới thiệu cây đi, có gì hay đây, đặc điểm hay đây. Cây mã số 8 này là cây xù anh. Xù. Ngay cái tay anh chỉ đây ha. Dạ, xù này. Nó cầm lên hơn một con tay nữa. Riêng một bệt luôn. Dạ. Rồi, ok. Rồi, nhẹ nhẹ đi anh Nghĩa ơi. Rồi, dừng lại chỗ này đi. Khá nhiều phải không? Dạ. Chỗ này khá nhiều nè. Khá nhiều và khá rõ. Một phôi mai xù, mã số mấy đây ạ? Dạ, cái này cái mã số 8. Mã số 8 nha mấy anh. Xù. Hàng này là hàng nóng hổi luôn, mới vừa tới đó. Rồi, theo anh Nghĩa trong nghề, anh Nghĩa đánh giá cây này xù khoảng mấy chục trăm? Dạ, cây này mới xù khoảng 50-60% thôi. 50-60% thôi nha mấy anh. Theo lời của anh Nghĩa, chủ cây. Góc rồi, tới bộ đế vệ đây. Dạ. Gốc nó vẫn nổi xù lên. Rồi. Chưa vệ sinh cây chưa. Đúng rồi. Còn nguyên si luôn, vừa nói vừa xây lên đây. Đây, xù gốc đây. Xù gốc luôn, có luôn. Còn sình bùng luôn, chưa có kỳ gỡ gì hết nè mấy anh. Cái này nguyên si ngoài cái quái luôn. Rồi, nguyên si luôn, nguyên si luôn. Rồi, ok, anh Nghĩa cho cái số thông số đo đi ạ. Dịnh dịnh giùm mấy anh ơi, hỗ trợ đi. Ngã ngang cái là kỳ lắm. Hoành của nó là 28. Rồi, 28, hoành. Rồi, chiều cao. Chiều cao nó là 1,5 m. Chiều cao 1,5 m nha mấy anh. Hết thước dây, hết thước dây. Rồi, xoay luôn, xoay. Xin nhắc lại mã số 8 phải không anh? Dạ, cái này có mã số 8. Mã số 8, một cái phôi mai xù. Rồi, Nghĩa báo giá cây này nhiêu anh ơi? Dạ, cây này mã số 8 có giá 7 triệu, em bao phí ship. Cây này có giá 7 triệu phải không? Dạ. 7 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn, rồi đọc lại số điện thoại luôn. Dạ, số điện thoại của em là 079-959-8147. Rồi, ok. Rồi, vừa ghi rồi xong rồi xây vài vòng ha. Rồi, xây luôn, cho anh em xem cái bộ đế đi.
Rồi xe tròn vòng luôn. Mình báo giá lại là nhiêu, mã số 8? Dạ cái mã số 8 là một cây mai xù, cái giá nó là 7 triệu, em 7... bao phí ship. Bao phí ship luôn, rồi đổi mấy anh ơi. Phụ đổi đi. Rồi số 9 lên. Một em gì đây? Trang anh đây. Phôi số 9 là một phôi trang đỏ lá nhỏ. Trang, trang lá nhỏ mấy anh ơi. Rồi cứ vừa vệ sinh hay gì đó cứ xoay đi, xoay tròn vòng đi, xoay luôn. Xoay 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 xoay. Xoay đều đi. Bông trang nha mấy anh. Lá nhỏ. Bông đỏ. Bông đỏ lá nhỏ. Rồi. Ok, vậy là cho cái thông số đi. Thông số đi. Nó nguyên một cụm liền, dính cứng hết trơn. Rồi, kiến kính luôn. Để em tọt vô cả đo cái thằng lớn nhất của nó cho. Còn nhiêu đây? Dạ, thằng lớn nhất của nó là 21. 21 mấy anh ơi. Rồi, 21, rồi. Cái hoành cũ của nó là 62. Rồi, 62, rồi luôn. Rồi. Tổng quần đế luôn. Tổng quần đế luôn. Thẳng thước dây nha, đúng vị trí nha. Dạ dạ. Chầm vô chầm luôn đi. Rồi, nhiêu đây? Tổng quần đế của nó là 109. Rồi, 109 nha mấy anh. Rồi ok. Rồi tròn vòng luôn. Tròn luôn. Xây tròn vòng luôn, tròn vòng đi rồi hả báo giá. Rồi mình báo giá luôn. Dạ cái này có mã số 9 đó là em ra là 4 triệu rưỡi em bao phí ship. 4 triệu rưỡi bao phí ship, mã số 9 nha mấy anh. 4 triệu rưỡi bao phí ship, mã số 9. Rồi đọc lại cái số điện thoại đổi luôn. Dạ cái số điện thoại của em là 079 rồi. 959 rồi. 147. Rồi ok. Cái số Zalo của em cũng là số đó luôn. Rồi về đổi mấy anh ơi. Rồi số 10 lên. Mã số 10. Rồi tiếp tục ông Trang nha. Dạ, ông Trang luôn. Trang đỏ lá nhỏ, thêm một cốt lắc. Một cốt lắc luôn. Lắc như hình chữ S luôn. Rồi cứ xây, cứ xây. Xây tròn vòng. Rồi bông Trang mấy anh ơi, tiếp tục bông Trang. Rồi đo luôn. Đo luôn, đo luôn, đo luôn em này, đo luôn. Hoành ngay vị trí này là 16. Rồi 16 nha mấy anh. Rồi. Chiều cao là 75. Chiều cao 75. Rồi ok luôn. Xây luôn. Rồi mình báo giá số 10 nhiêu ạ? Dạ cái số 10 có giá là 2 triệu em bao phí ship. Số 10 có giá 2 triệu bao phí ship luôn. Rồi trang một cốt. Con trang một cốt. Rồi mã số 10 có giá 2 triệu nha mấy anh. Rồi đã cuối video là tổng cộng là 10. Dạ tổng cộng hết trơn là 10 phôi, 8 phôi mai và 2 phôi trang anh. Rồi cho một lời chào khán giả các em. Em xin chào tất cả. Số điện thoại. Dạ. Số điện thoại của em là 079. Rồi. 959 8147 em tên Nghĩa. Cái gì Nghĩa? Em tên Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa. Dạ. Chợ Ba Xe. Chợ Ba Xe. Của quận Ông Môn. Lần đầu tiên em lên clip đó rồi cũng mong tất cả anh em cô chú ủng hộ tiếp. Ủng hộ ha. Ví dụ như anh thấy cây bông trang này cũng khá là lớn nè. Dạ. Em có giao lưu chưa? Dạ cây này thì em chưa giao lưu anh. Có muốn giao lưu không? Hay là sao là chờ khi nào? Được giá thì em cũng giao lưu rồi thì cái cây thì bây giờ giới thiệu cho em sơ sơ đi. Thì tại vì thấy nó khá lớn đó, anh em nào mà có nhu cầu liên hệ với em chứ đâu có gì đâu. Dạ. Cây này là cây trang đỏ. Cây trang đỏ. Trang đỏ nhung anh. Trang đỏ nhung. Dạ. Nói chung đỏ nhung. Tại vì thấy cũng quy mô lắm nè. Dạ. Tổng hoành nó là 101. Sơ đi em cứ đọc sơ đi. Bây giờ tổng sơ đi. 101. Tổng hoành là 101, rồi chiều cao của em này là nhiêu? Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh đầu 1m7, tán ngang hơn 2m thôi. 1m7 chiều cao phải không? Dạ. Rồi rộng nhiêu? Tán ngang hơn 2m. Hơn 2m. Nó là nằm tốt trong em không có đo được, nó nằm khoảng 27-28. Rồi. Cái đó là nó 21-22 gì đó. Đúng rồi, em cứ đọc sơ sơ nên mình có ấy luôn. Rồi tháng 15-17, nói chung là cây này nó cũng bụi nhiều cây lắm.
Thằng lớn nhất nói chung là thuận mua vừa bán đi, ai thích thì cây cảnh mà. Rồi ví dụ như cho giá luôn được không? Trực tiếp luôn được không? Dạ không anh, cây này như có anh em nào thích đó thì liên hệ qua em. Qua số điện thoại của em phải không? Dạ. Qua số điện thoại chủ nhân ha, chính chủ ha. Dạ, chính chủ. Rồi chính chủ nha mấy anh. Xe thì chính chủ mà cây trang chính chủ luôn. Dạ. Em xin nhắc lại đó, số điện thoại của em đó là 079. Rồi. 959-8147. Rồi, Nghĩa. Dạ. Chợ Ba Xe. Rồi, tạm biệt các anh, chúc sức khỏe. Anh em nào có nhu cầu thích cái cây bông trang này gọi điện thoại chỗ Nghĩa để giao lưu. Tạm biệt và hẹn gặp lại các anh ở video tiếp theo. Mến chào tạm biệt, chúc sức khỏe anh em.